Chào tất cả các bạn. Bài số 1 về cơ bản về tay phải tay trái các bạn đã tập và làm quen được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ qua bài số 2. Mình sẽ giới thiệu với các bạn thêm tỉ mỉ một tí về cái tay trái cũng như tay phải, coi như là để các bạn chi tiết hơn ha. Thì trong cái bài đầu tiên mình nói về việc các bạn bấm tay trái, thì các bạn cố gắng như thế nào? Bấm bằng đầu ngón tay phải không? Trực diện vùi dây đàn. Thì cái cách bấm á, từ dây trên, dây cao là dây 1, 2, 3, sau đó tới dây thấp 4, 5, 6. Thì cái cổ tay mình nên đặt như thế nào? Đó là vấn đề khá nhiều bạn hỏi. Và hôm nay mình sẽ nói chi tiết cho bạn biết ha. Cái cần đàn của cái guitar điện á, thì thường là nó làm bo tròn như thế này và cái độ mỏng của nó tương đối. Các bạn, nó không như là guitar acoustic của mình ha. Và khi các bạn cầm á, thì các dây ở trên là 4, 5, 6, các bạn có xu hướng đưa lên. Thì cái cổ tay của các bạn khi cầm á, các bạn có thể xoay vòng vòng như thế này được. Thì đó là việc khi các bạn bấm dây trên hoặc các bạn bấm dây dưới phải linh động, chứ chúng ta không cố định cổ tay của chúng ta một chỗ giống như đàn classic các bạn hay thôi. Cố định cổ tay như thế này, bấm chạy trên chạy dưới gì đó, là các ngón di chuyển thôi. Còn cái ngón cái của bạn là vẫn cố định như thế này, không trên dây ta điện các bạn cái bo tròn này, các bạn có thể xoay lên xoay xuống được. Và thông thường khi các bạn đánh ở các dây trầm, ví dụ như thế này, thì các bạn sẽ xoay cái cổ tay các bạn xứ xuống một tí để cho cái ngón cái các bạn xoay xuống để các bạn đánh dây trên dễ. Và khi các bạn đánh dần dần các dây thấp xuống dưới thì chúng ta xoay cái cổ tay của chúng ta lên như thế này, thì lúc đó ngón cái các bạn có thể đánh như thế này. Các bạn thấy khác không? Các bạn có thể xoay lên xoay xuống, hoặc là một số tay các bạn thấy là cố định cái cổ tay ở đây để chúng ta đánh. Nhưng mà thông thường là khi các đánh cái dây trên dây 5, dây 6 thế này mà các bạn để cái ngón cao như thế này thì các bạn rất là khó vướng cái ngón tay của bạn tới. Các bạn phải xoay xuống một tí ha, các bạn chú ý điểm này để linh hoạt là cái cổ tay của bạn xoay lên rồi xuống, và cái ngón tay nhớ cố gắng bấm thực hiện vào ha. Còn tay phải thì hôm bài học trước mình đã nói về việc các bạn đánh làm sao càng gần dây đàn càng tốt, đó là cái mình thường xuyên nhắc các bạn ha. Càng gần dây đàn càng tốt ha, đánh càng gần càng tốt. Các bạn phải tập, khi quá trình tập lâu dài các bạn sẽ quen được này, nếu các bạn cố ý chú ý vào nó, chứ các bạn mà lơ đễnh các bạn đánh thì lúc đó các bạn đánh cái biên độ phím nó vẫn rất là cao. Do đó chúng ta phải chú ý điểm này, chúng ta tập và mắt nhìn vào ha. Các bạn có thể tay trái không cần bấm ha, tay phải các bạn đánh sử dụng gì các bạn, cổ tay nha. Bài học trước chúng ta chỉ đánh xuống thôi, ta sẽ tập đánh lên. Đánh lên cảm giác nó khó hơn các bạn. Tuy nhiên, các bạn phải học ở đầy đủ. Đây là gọi là alternate picking, kỹ thuật đánh phím thay đổi. Lên xuống đây là cơ bản nhất các bạn phải tập ha. Do đó, các bạn có thể tay trái các bạn đánh không, hoặc là các bạn bấm vô một nốt nào đó ha. Ví dụ đây mình bấm nốt rê, dây 5 ha. Chúng ta đánh. Đó, các bạn tập như vậy. Xuống, sau đó đánh lên. Ha, xuống lên. Còn tay trái các bạn biết bấm rồi thì các bạn bấm vô một ngang bất kỳ từng ngón ha. Chúng ta tập cái ngón trỏ trước, sau đó chúng ta tới ngón giữa chúng ta bấm vô ha. Chúng ta đánh nhớ quan sát nha các bạn, quan sát. Rồi thí dụ ngón thứ ba, ngón thứ tư. Sau đó các bạn có thể tập chậm bằng cách chúng ta chuyển đổi ngón và chuyển đổi tay phím. Tương tự nhớ là một phím xuống, một phím lên nha. Thì bắt đầu chúng ta đánh ngón trỏ bấm trước nè. Sau đó các bạn bấm cái ngón thứ hai vô. Là đánh lên. Ngón 3 xuống. Ngón 4 lên. Thật chậm nha các bạn, để các bạn nghe được rõ nốt và
cái phím của mình đánh cho nó đúng. Đó. Thì khi đã quen rồi các bạn mới chuyển qua các dây khác. Đó. Các bạn thấy không? Nhớ là tay phím của chúng ta phải một phím xuống, nốt thứ hai là mình phải đánh lên. Ha. Đây là bài tập. Do đó sau khi tập từng dây quen rồi các bạn mới kết hợp nó lại và nếu được các bạn tăng tốc độ lên. Các bạn thấy không? Và nhớ khi đánh như thế này, cái lòng bàn tay của bạn, cái lòng bàn tay bạn có chạm vô các dây không đánh để nó đỡ gọn. Đây là kỹ thuật bịch dây nha, thì thường người ta để gần gần con ngựa đó. Thì khi cầm như thế này các bạn sẽ không thấy cái tay mình có chạm, nhưng khi đánh mình có chạm vào các dây mà các bạn không đánh, các bạn chạm vào để đỡ gọn. Tại vì ta điện nó rất là ồn, mà nếu mà các bạn đạp phơ lên ở tiếng solo á thì rất dễ ồn. Để làm kỹ thuật bịch dây nha các bạn. Cho nên là khi không đánh, thí dụ các bạn đánh các dây 1 2 3 thì cái lòng tay các bạn hơi chạm lên các dây 4 5 6 để cho nó không vang ra tiếng ồn ha. Thì bài tập 1 2 3 4 này á, các bạn nếu đã từng xem qua clip dạy về guitar thùng của mình cũng đã nói rồi. Thì guitar điện cũng vậy thôi, các bạn phải tập để làm quen ha. 1 2 3 4, một phím xuống, một phím lên, một phím xuống, một phím lên nha. Tay trái của chúng ta cố gắng bấm thẳng vào và từng cái ngang cho nó rõ ràng ha. Các bạn nhớ là chúng ta bấm cái ngón tay của các bạn gần với lại cái phím chứ không phải bấm vô ngay giữa. Các bạn đẩy nó về hơi lùi tới cái phím đó để các bạn dang được rộng hơn. Thì sau khi đánh tất cả các ngang nào được càng tốt, các bạn đánh hết các ngang đèn có thể để cho mình mở rộng được cái ngón tay của bạn ra. Ví dụ đó, ví dụ vậy, các bạn đánh thấp ở dưới cũng được ha. Đó. Thì với cái bài tập này nó sẽ bước thứ hai làm quen cho bạn về việc tập từ ngón và cái tay phím của bạn alternate picking xuống lên tập. Cố gắng kiên trì mỗi ngày chút ít thì các bạn thấy là tay phải của bạn cái phím đánh lên nó tự nhiên, đánh xuống nó cũng như giống như đánh lên rất là tự nhiên, dùng cổ tay biên độ càng nhỏ càng tốt. Tay trái chúng ta từ từ cái ngón nó linh hoạt, bởi vì các bạn muốn solo thì các nốt bạn phải bấm thật nhanh và thật gọn ghẽ nhất. Không có cái nào khác bằng việc các bạn làm quen với nó bằng cái bài tập đơn giản như thế này ha. Tập từ như này. Bài tiếp theo mình sẽ nói về cái việc một số cái bài tập gọi là luyện ngón rất cơ bản và hữu ích để cởi trói cái ngón tay cho bạn không bị vướng víu nữa. Ok, hy vọng sẽ gặp lại trong những clip tiếp theo. Bye bye.